rương rụ lọ đi đôi chỉ rương mùi để nhiệt nhôm sọc mà sẵn đây niêng nâng cao được nông trực câu cro đấy hợp sơ miên xâm liệu một cái cực cro này tại ngày mùi phẩm miên phụ khát thì dạ canh nhau con kê nẹ miên nẹ miên nâng tra nà kê tờ lên bọn á nẹ class liệt bẹ xâm phốt nâng lọ po chát chai ấy tờ miên po cơ hôm po ấy nâng người ta tra ơn mơ tớ sạp sạp ná con kê nẹ miên nâng hai niêng nâng nhận mạch phẩm đặc khơi thà trong ba là sầm phốt lo đôi kê nâng đại chẳng tật phơi chẳng mấy tật đọc mà đài thà châu rồi sầm phốt nó là nhom mo nhom trong ba sầm phốt lo đôi kê đài mà đài rơ ó hay phở thà lơ mau vì sầm phốt mình là thà vì mình lo mình bình chật đó nữa rồi kia sập tọp sầm bàn chẳng tới co nợ cà đê xong mà đài tật xì chnuol kê phở xì chnuol mầm ra kê đầm bay bán nơi sầm phốt nâng ấy phở nơi sầm phốt nâng mọc xe liệt kẹt nâng kê lọ đà lê bom này chẳng tất á chẳng nơi nông phê nông niêng của ban liêm mà đài tử phở nà liêm mà đài tử 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 bòm ra kê phở xong bòm ra kê đó xong bòm ra kê nâng ấy phơ kịch ca nghe nâng đau ý sẽ cái đây pinh chất nè nè phơ tử ôi chả vai nâng ấy nâng sở lãnh pinh chất nè hay nơi phê đài bòm ra kê toàn mà bà màn phóng có chờ vài nâng kê ao nơi xâm phốt bảo ao nơi xâm phốt nâng anh nâng lo lo nâng bàn mùi bật đạp máu bảo chân niêng nâng có bàn lia chờ vài màu vĩnh nà lia màu tam phở nhộm lia màu tam phở dây cọp chuôn dây pin lộ để trở sòng tắc nơi nâng có phong tắc ọt miên xâm phốt ấy đấy bảo vì muốn có cỏ đấy nè lục miên mà bật đạp đầy mà này chẳng phải trồng dần tới lục sòng đắp ắt miên xây đế bổ cứ tha tự tiền à cạp đấy nhớ nè là tam tật từng nâng lên nè được bên ngoài cháu mau bị nát bạch lẹ mau bị nát không có vô nó sầm phun lục ở liền nè có mâu tử nè không ai lục làng mau ắt miên ấy chẳng có vô lắc chơi nâng ấy vô mau cọ bật bàn tới hay lục này môn tới hay đòn này môn tới chuông niêng nâng ấy tam phở đòn niêng nâng sman tờ nẹp buộc krau sắc sna mà chạy lại ta còn đây được nhớ nẹp buộc lục ọt miên xâm liệm bẹp bò ọt miên xâm bóng ấy dớ ná chẳng cực bán bà kênh nà bà kênh lục nà môn vô ọt bà kênh nâng oi bà kênh trong tờ xâm bóng dớ ná hay lục xâm liệm nâng đọc cổng tử nơi bên nụ ánh lục ban châu tập rí lục xe liệt hãy chơi máu khơi như rút lỏ bỏ thấy lỏ nè đọc bên lục xe liệt tới xa xong nâng sạch nâng dịp nâng là bật đập xe liệt phía nâng lỏ nè chẳng gặp bàn bà kia nơi bỏ chẳng gặp bàn tăng bật na là ứng nhộm khơi như xa áp chẳng xong ai nhóm bọn nâng miên rút lỏ xa áp nâng bỏ rõ nạ khơi như ai dân mấy bỏ hoàn phèn xa mà rất đầy nè của khơi như lục sàn chân khơi như thể lục cồn từ sàn lọ chân có tăng chất xong ấy nhưng bọn nó nghe miên rụ lọ phải đấy nè bọn rọc nạ khơi như người ta ở con phèn xa mà rất đầy tới nè chân có bàn lục ao ý bộ tập nà dàng ná xong mấy bàn xâm rạch dàng lục chọc nâng hay có nơi dây đôi sẵn khép tư có bay kia tới niêng nâng bàn slap tới từ can tê và lục nó nhìn nhìn nè từ căn tế bào lục vừa vừa máu ban mà cài được nông từ câu sẽ thầy nè miền trọp sầm bát tra ở đấy phẩm từ bài sập cào đó niêng nâng nơi tôi nâng sát cái hai mình nâng cái thằng sợi keo chẳng ngắn nơi bị tôi đọc về thông lắng cái hai thằng ấy niêng ở ma toàn tây nhung đọc sập cái này phẩm nè niêng ở ma toàn tây nâng ạ ru sát phẩm nẹ phong từng lai lưu tại chmua niêng hay màu mơ tới cái thà rụ sát hay sốt sai tới cái thà sai tới thà niêng nâng sát này rồi hốt nó bởi đi chia nâng ấy có lưu chẳng có nặc hơi thà nâng dọc niêng nâng phơi chi kẻ mẹ xây á nếp á bần tay môn nâng dọc ao ấy kia màu mơ tổ tư lẹ khả nạ ấy sân ao ấy bởi màu mơ lẹ khả nạ niêng nâng thà ta niêng nâng lọ tế xạ xong nâng xây cái hạ thà xây lọ ná trong
ឲ្យគេ មើល ហើយ ក៏ និយាយ អំពី ពួក ព្រាហ្មណ៍ ទាំង ប្រមាណ អ្នក នឹង បាន មក ណា មក កាន់ ផ្ទះ របស់ នាង ឧមា តន្ត្រី នឹង ហើយ ឪពុក ម្ដាយ របស់ នាង នឹង ឯង បាន រៀប ចំ នៅ អាហារ បរិភោគ ឯ នឹង ជូន ដល់ ពួក ព្រាហ្មណ៍ នឹង ទាំង អស់ តែ នាង នឹង មិន ទាន់ ចេញ មក ទេ បង មកមើលលក្ខណៈ នាង នឹង ណា នៅ ក្នុង ពេល ដែល ឪពុក ម្ដាយ នឹង រៀប ចំ អាហារ បរិភោគ ឯ ឲ្យ ពួក ព្រាហ្មណ៍ នឹង ហើយ ពួក ព្រាហ្មណ៍ នឹង រៀប ចំ នឹង បរិភោគ អាហារ នាង នឹង ចេញ មក បង ណា ចេញ មក ពួក ព្រាហ្មណ៍ ខ្លះ គ្រាន់ តែ លើក ស្លាប់ ព្រា មិន ទាន់ ដល់ មាត់ ផង គ្រាន់ តែ ឃើញ គាំង នៅ នឹង មក បង នឹង ឃើញ ស្រុះ ស្អាត ហើយ អ្នក ខ្លះ នឹង លើក ស្លាប់ ព្រា មក ទៅ ដាក់ ស្លាប់ ព្រា ទៅ ក្រោម មក បង ណា ទេ ខុស មាត់ ទៅ បង នឹង ឯង ស្អាត ពេក នឹង ឯង ឯ អ្នក ខ្លាំង លើក ស្លាប់ ព្រា ទៅ គ្រាន់ តែ ឃើញ នាង នឹង នឹង ញាត់ ទៅ លើ ថ្ងៃ ហើយ ទៅ ណា នឹង អា រឿង នឹង គឺ ធ្វើ ឲ្យ ភ័ន្ត ភាំង ស្មារតី ចឹង ទៅ នេះ គឺ និយាយ អំពី ការ ដែល យើង ថ្វាយ នៅ សម្ពត ជីវរ រូប ល្អ ដល់ លោក នឹង គឺ ថា បាន អានិសង្ស មក វិញ គឺ រូប ស្អាត ចឹង ដោយ នាង ឧមា តន្ត្រី ចឹង នឹង ស្មា គាត់ លើក ប៉ណ្ណឹង ណា នឹង ឲ្យ ដូច នាង នឹង ធ្វើ ឲ្យ ពួក ព្រាហ្មណ៍ នឹង មាន ការ ភ័ន្ត ភាំង ស្មារតី ទៅ អញ្ចឹង ទៅ ព្រាហ្មណ៍ នឹង យ៉ាង ម៉េច មាន ការ ដូច ថា ធ្វើ ដូច ជា មក វិញ នឹង រូប ចឹង ណា ញោម អញ្ចឹង ទៅ នាង នឹង ខ្មាស់ ដែរ នាង ឧមា តន្ត្រី នឹង ខ្មាស់ គេ អញ្ចឹង ក៏ ពោល ថា ឲ្យ ពួក ព្រាហ្មណ៍ នឹង នឹង អញ្ចឹង ទៅ ក៏ ពួក ព្រាហ្មណ៍ នឹង ឯង ខឹង ខឹង នឹង នាង នឹង ចឹង ក៏ ត្រឡប់ ទៅ ទូល ដល់ ព្រះរាជា ថា មក កើត ទេ បង នាង នឹង ជា ស្រី កាក ណី ស្រី មិន ល្អ ណា តាម ពិត រូប គេ ស្អាត ល្អ អញ្ចឹង ណា តែ នាង នឹង បាន ពោល ដល់ ពួក ព្រាហ្មណ៍ នោះ ពួក នឹង ខឹង ខឹង ទៅ ទូល ដល់ ព្រះរាជា ថា មិន ល្អ ទេ អញ្ចឹង ទៅ ព្រះរាជា ក៏ លែង ត្រូវ ការ ទៅ បង ប៉ុន្តែ និយាយ ពី អាមាត្យ យ៉ាង ម៉េច អ្នក ដែល ចំណិត ណា ក៏ បាន ស្ដី ដណ្ដឹង នាង នឹង ទៅ ធ្វើ ជា ប្រពន្ធ ទៅ ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង ថ្ងៃ មួយ បង ព្រះរាជា នឹង មាន ពិធី ដង្ហែ កង តប មួយ ឆ្នាំ អី មាន ម្ដង អញ្ចឹង គេ ធ្វើ ពិធី អញ្ចឹង ហើយ ប្ដី នេះ ដែល ជា ចំណិត របស់ ព្រះរាជា នឹង ហាម 5 ប្រពន្ធ នឹង ថា នៅ ពេល ដែល ព្រះរាជា មក នឹង កុំ ឲ្យ អើត តាម បង្អួច អី នឹង ប្រាប់ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ពេល នោះ ព្រះរាជា បាន ដង្ហែ កង តប មក ជិះ ដំរី អី អញ្ចឹង ទៅ បើ មាន ក្បួន ដំរី ក្បួន សេះ អី នឹង នៅ ពេល នឹង នាង ចង់ មើល ក្បួន នឹង ហើយ ក៏ បាន អើត ទៅ តាម មាត់ បង្អួច ហើយ ព្រះរាជា នឹង កំពុង ទៅ ជិះ ដំរី នឹង កលេច មើល ទៅ ឃើញ នាង នឹង គ្រាន់ តែ ឃើញ តាម បង្អួច នេះ ញោម អត់ សោយ អាហារ ចាប់ ផ្ដំ នឹក ឃើញ ស្រឡាញ់ ចង់ បាន នាង នឹង ថា វា ស្អាត នោះ ស្អាត មែន តែន ណា ព្រះរាជា ត្រឡប់ ទៅ បរម រាជ វាំង វិញ នឹង អាហារ នឹង ក៏ មិន សោយ ទឹក នឹង ក៏ មិន សោយ ព្រម ស្គាំង ស្កើត រោគ លឿង ណា ញោម ព្រះរាជា នឹង នឹក ឃើញ ចង់ បាន នាង នឹង ដល់ ពេល អញ្ចឹង ទៅ អ្នក នឹង ចំណិត នឹង បាន សួរ ដឹង រឿង រ៉ាវ ថា អូ ព្រះរាជា ចង់ បាន ប្រពន្ធ របស់ ខ្លួន នឹង នាង ឧមា តន្ត្រី នឹង តា អញ្ចឹង ទៅ ក៏ មាន នៅ វិធី បង ទៅ ធ្វើ ជា របៀប ថា បែ បន នៅ ទេព ប្រព្រឹត្ត មាន ដើម ពោ ដើម អី អញ្ចឹង ណា ហើយ មាន ព្រៃ នៅ ខាង មុខ នឹង ហើយ ទៅ បែ បន នឹង ហើយ ឲ្យ មនុស្ស ម្នាក់ ទៅ នៅ សង្ងំ នៅ ក្នុង ព្រៃ នឹង ឲ្យ ខ្លួន នឹង អ្នក បែ បន អាមាត នឹង ណា បង អ្នក សួរ ថា ហេតុ អី បាន ជា ព្រះរាជា នឹង មាន នៅ ជំងឺ រោគ ស្គម ស្គាំង មិន បរិ មិន សោយ នៅ អាហារ អី អញ្ចឹង ហើយ អ្នក នោះ ក៏ បាន ឆ្លើយ មក ថា ព្រះរាជា នឹង ស្រឡាញ់ នាង ឧមា តន្ត្រី នឹង ណា បង ណា ឆ្លើយ មក រៀប រាប់ អញ្ចឹង ទៅ ដឹង ព្រះរាជា នឹង ខ្មាស់ ដែរ បង ខ្មាស់ ថា អូម សំ ណា ឯង ស្រឡាញ់ ប្រពន្ធ គេ ឥឡូវ គេ ដឹង អញ្ចឹង ក៏ លែង ស្រឡាញ់ អញ្ចឹង ទៅ អានេះ គឺ រៀប រាប់ អំពី រូប ឯ ណា ញាតិ ញោម ណា ធ្វើ វង វែង ដល់ បរោះ ទាំង ឡាយ រហូត ដល់ ព្រះរាជា នឹង ក៏ នៅ មិន បាន គេ ទេ រឿង រាជសី នឹង ជ្រូក ព្រៃ កាល នោះ ព្រះ ពោធិសត្វ នៅ សោយ ជាតិ កំណើត ជា រាជសី រាជសី បាន ដើរ រក ស៊ី តាម ស្រះ នឹង ហើយ ឃើញ ជ្រូក ព្រៃ កំពុង តែ នៅ ទី នោះ អញ្ចឹង ទៅ មិន ចង់ រំខាន ដល់ ជ្រូក ព្រៃ នឹង ទេ កាល ណា បើ ទៅ ទៅ នាំ ឲ្យ ជ្រូក ព្រៃ នឹង ផ្អើល ក៏ ចេញ ពី ទី នោះ តែ ជ្រូក ព្រៃ មិន បាន យល់ អញ្ចឹង ទេ នៅ ឃើញ តែ រាជសី នេះ មិន ហ៊ាន ចោះ ផឹក ទឹក ទេ ខ្លាច យើង ហើយ អញ្ចឹង ក៏ ប្រមូល សាក កម្លាំង ជាមួយ រាជសី ណា រាជសី មិន តន់ តទួល ច្បាំង ភ្លាម ទេ ថា ប្រកាស ថា ចាំ 7 ថ្ងៃ ទៀត ចាំ ច្បាំង គ្នា ណា រាជសី ក៏ បាត់ ពី ទី នឹង ទៅ ហើយ ជ្រូក ព្រៃ នេះ ក៏ បាន ទៅ ប្រាប់ ដល់ ញាត ប្រកាស ថា យើង នឹង សាក កម្លាំង ជាមួយ រាជសី ឲ្យ ដឹង កម្លាំង គ្នា ម្ដង ច្បាំង ឲ្យ ដឹង ឈ្នះ ចាញ់ ណា ហើយ ជ្រូក ទាំង អស់ នឹង ក៏ ភ័យ ពួក ញាត របស់ ជ្រូក នឹង តាម ការ ទេ ថា ច្បាំង ជាមួយ រាជសី ប្រកាស ជា ស្លាប់ ពួក រាជសី សំបី ដំរី ក៏ សម្លាប់ បាន ដែរ ហើយ សត្វ ផ្សេងៗ ទៀត សម្លាប់ បាន ទាំង អស់ នឹង ហើយ រឿង អី ដែល រាជសី ខ្លាច ជ្រូក នឹង
nâng gọp hơi và cót chỉ xa bài chụp nè và bố cho băng nhà mươi đi chỉ xây nâng gọp hơi này chẳng cụ thuê giang máy thấu lời nó miền tì đó miền là xóm nó bỏ tập bỏ môi hay miền rộn đào đào lịp mũa ọt miền bậc côn là nà máy để xa máy bài chạy bọn này tê chẳng có ai chụp bây nâng tờ tràm đây tràm nâng rộn đào lịp mũa nâng đây từ đó ngay của mộc hà thật đầu luôn từ cho tram đi từ đó thật ngay của nọ này cả để bằng cái này nữa đi chơi xây của mộc hay chơi đủ nó có chơi mộc pin đầu lịp mũ nâng nâng bật lạ lịp mũ nó rôm nâng bật lạ lịp mũ soi á cho người đi chơi xây khơi chơi đủ nâng có soi rạp thở chơi đủ dưỡng ở chơi bằng thế là chơi bậc cô chơi chìm đan thì đòn này ai nhá này chơi chơi chìm đan thì chơi đây chỉ thấy có ớt chạy bàn tới hãy nhẹ này tôi lùi mơ cơm nhiệt rồi bỏ chụp nâng cũng mơ tới khơi đây chỉ xây đừng chụp nâng mình ban thật sao chụp nâng thả ớt chạy thế bố kết đăng đăng ấy bàn nông kia rồi là bạch ai chụp nâng bàn cho thật trăm nơi nâng đại lý mộ nâng chẳng còn nông kia phát phây chụp chung kia hay tham cao thế là đây chỉ xây móc nâng xâm lạp dương nâng xì ai chẳng có nóm khá nêu rốt tới tầng vông nâng tới rốt ọc bí tí nâng tới rừng này mình mến chỉ rừng bởi đất tế nơi khá nông chiếc đọc đề bà xa mà xa mốt bà ông trông xâm đánh bà rộp cho mùi bí khô mùi rút nâng cả nốt bà thò mạ xa nà bà đây xa rây bót lộp công bông tay xâm đánh bà thù nơi thằng ngày bà sọt nâng người ta chập bì thằng ngày rồi hút đòi dụng bì khá có xâm đánh đòi mà dụng tốt lứ nó châm nón bà xa mà xa mốt công nơi nó nàng hay bà sẽ rời bọn lô bà ca xâm đáy thô nóng thô đo bẹ gà đà dụng nâng miên bò rì sát mau chá ràn bầu chìa đạp thô lô nâng miên ca bầu chìa có ca hớt chất chân này bì khô mờ rú quá ná ca hớt chất chân này chìa mùi bà sẽ rời bọn nàng hay nàng khơi nhìn thà bà sẽ rời bọn nâng miên bò rì sát ý mau chụp chôm chá ràn có bàn tự nì môn tự căn tì nô hay nàng bàn lược thà bỏ bật lộm chắc nhầm cả ná xong xua lộm chắc mùi xùm nua là lộm chắc xa lao chanh cái đây mình chanh cái đây mình thuấy ấy xua bà xa rây bọt chăng hay bà xa rây bọt lộ bì chà ra nà mơ tới khơi thả bì khẩu này xua nâng mình bên chỉ rương ca xua chong chê chong bằng ấy tê đôi ca chả nán nó bỏ lộ quá ná chừng dễ thả đôi ca chả nán chả nán đi hết ná nâng rực tơ rộng khan chẳng lộ có mình ban xa lao to bây tế con nâng khơi tới gồm ai bì khẩu nâng báp có bà thăm mắt sản áp đây giờ đây bọn nó nìm muốn tự cột rồi bọn lột tư đó bê nó bò đi sát để trời bọc sát đạp bà thù nâng nè khá bàn áo bà rùm chất tới mình ấy đi đó bò đi sát là tiết mình bàn áo bà rùm chất có bàn lược làng thả nè bị khâu ong nâng ấy bị khâu ní ấy một rùm khan dương sát đạp thù nâng sài làng có bị khâu nó phầy phật phầy cái này luôn nè sọc nâng vi ấy có rốt tư rốt tới từ chót nâng ạ cả đá nâng nâng phong cả đá lẽ từ không nâng đào lì mụ tư có ba nòm rương nâng tu prasama sampot có ba trông lược màu thà bị khổ nâng mình bên trong tập bê nâng tới cả nâng bị nó kì sạch chụp nâng bàn thật lẽ nâng không nâng đào lì mụ hay mà đó nâng bị khổ nâng có ba thật lẽ nâng không nâng đào lì mụ chẳng đài nà rương nâng có ba chọp tư ná bần tay chẳng cho lòng mình chẳng vì sự phiếp bài chạy bọn này còn chẳng đài miền này khá có miền ẩm nút uốt an luôn ai nâng miền cá nghe thông luôn ai nâng ban miền chùm này chế đăng phung của miền kê cao miền kê giật xa sắp lại nhỏ an chả ơn uốt ẩm nút uốt an vông vàng tới mình ban kết thật luôn ai chìa nó nà đôi chì chủ bây hay nâng rì chạy xây mình chẳng cho lùa bộ ấy nó khởi thành bởi luôn đối với bản lại liền muộn soi mình trong ở bản lại liền muộn đó mót chết nó nằng nhưng cứ mình đục lá chẳng đai thì mình miền nạp chia sải chẳng luôn nằng cứ thả luôn tới miền bây giờ chơi nằng chẳng cứ thả đầm bay cái chấm pi chấm luôn nằng cứ ở bà đây là trường bơm chạm chấm bùa bà bất nát bùa cá chấm luôn nên mình men no mọi miền nơi dịch đây chấm ra ăn đây hay nhẹ để uốt nâng cứ của mình chỉ phải giáo cho đấy uốt cứ tha lật tập hoa này ca uốt mình bàn chỉ phải giáo tên này là nâng này mình đối dưỡng xâm quan từ lứa cái ca nghe để phương từ hỏi bàn phải giáo bàn na phương từ bàn bàn na nâng cái xâm quan từ lứa nâng tên này là còn để uốt để bàn cài tên để chụp bài nâng tại rừng dưỡng mà ao bồng chặt vinh có
ຈັ່ງເຕີນັກທົມឲ្យឆ្លោះគ្នានាំឲ្យកើតនៅបញ្ហាចឹងទៅអ្នកធំរវាងអ្នកតូចហ្នឹងក៏ត្រូវគិតនឹងដូចជាឆ្លោះទៅវានាំឲ្យបលៈណាបលៈឯបលៈបាបណាបាបហ្នឹងវាបលៈនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងពេលអ្នកដតីគេធ្វើសេចក្តីមិនល្អធ្វើអ្វីផ្សេងៗមកលើយើងហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមខឹងអាខឹងហ្នឹងឯងវាជាបាប ការណាបើយើងខឹងទៅបើកកើតនៅបញ្ហានឹងវាដំកັບសម្លាប់ឬក៏ថាកច្ឆៈកច្ឆេងនឹងធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៅទាំងការដែលមាននៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំងសងខាងហើយបើយើងចាប់រឿងព្រាមចាស់ក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានព្រាមមហាសាមណៈនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីមានទ្រព្យណា 800,000 ឡើងក៏បានរៀបមង្គលការចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនម្នាក់ម្នាក់1,000,000 កហាបណៈខាងក្រោយមកនាងព្រាហ្មណីដែលជាភរិយារបស់ព្រាហ្មក៏បានស្លាប់ទៅហើយគាត់នៅម្នាក់ឯងកូនប្រុសទាំង4នាក់ប្រឹក្សាគ្នាថាឪពុកប្រកាសជាមានប្រពន្ធមួយទៀតហើយនឹងមានកូនមិនខានទេអញ្ចឹង ទ្រពទាំង4សែនកហាបណៈគេឲ្យកបផ្សេងផ្សេងនៅសល់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគាត់គាត់មកចិញ្ចឹមឲ្យកូនចុងទាំងអស់បើដូច្នេះយើងគួរតែនាំគាត់យកមកចិញ្ចឹមថ្ងៃមួយព្រាហ្មក៏បានក្រោកពីដំណេកក្នុងវេលាថ្ងៃក៏បានទៅជួបជុំគ្នាហើយនិយាយអំពីទោសណានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងកូននឹងក៏បាននិយាយអំពីកថាលោកឪពុកយើងខ្ញុំជាកូនទាំងអស់គ្នា នឹងបំរើទំនុកបំរុងលោកឪពុកដោយគោរពអស់ជីវិតសូមលោកឪពុកនឹងប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅសល់ទាំងប្រមាណមកឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងគុំរវល់ទុកដាក់ថែរក្សាអីព្រោះចាស់ហើយព្រាហ្មក៏បានស្ដាប់កូនក៏បានប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនក្នុងម្នាក់ម្នាក់នឹង 100,000 កហាបណៈទៀនខ្លួននៅសល់តែមួយចង្កេះប៉ុណ្ណោះ មានការធន់ទ្រាន់ក៏និយាយថាលោកឪពុកហាក់បីដូចជាមិនស្គាល់ផ្លូវណាទៅផ្ទះដតីទៀតទេបានជានៅនឹងផ្ទះខ្ញុំនឹងព្រាមឮដូច្នោះក៏តូចចិត្តហើយក៏បានទៅនៅជាមួយកូនពីទី3ទី4ក៏គេបណ្ដេញដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តដើរសុំទានគេតាមច្រកល្ហកហើយស្គមស្គាំងអត់អាហារអាណិតខ្លួនតើអោខ្លួនអញកាន់តែចាស់ខ្លាំងណាស់ហើយមិនសមបើកូននឹងវាមិនអាណិតអញមិនតិចសោះ លះបងអញចោលព្រះបិតាដូចជាគោចាស់បើដូច្នេះអញគួរតែចូលទៅរកព្រះសម្មណៈគោដំក្រែងលោកបានសុខស្រួលបន្តិចលុះគិតដូច្នោះហើយក៏ទៅកាន់សម្ណាក់ព្រះអង្គបានត្រាស់ថាអ្នកព្រាហ្មហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្គមស្គាំងម្លេះបើប៉ុនបងនៅចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមានកូន4នាក់ឥឡូវនេះវាផ្សំកំណត់គ្នានឹងប្រពន្ធវាមិនដេញខ្ញុំព្រះអង្គចោលមនីព្រាហ្មបើដូច្នោះអ្នកចូលរៀនមុនពីតថាគតហើយសូត្រនៅក្នុង កណ្ដាប់ដៃគាត់គាត់មកចង្ទីប្រជុំជនដែលកូនទាំងនោះអង្គុយនៅដោយមុននោះពោលថាខ្ញុំត្រេកខ្ញុំត្រេកអដោយកូនឯណាដែលបានកើតមកហើយផងប្រាថ្នានៅសេចក្តីចម្រើនដល់កូនឯណាផងឯកូននោះផ្សំគំនិតជាមួយប្រពន្ធវាហើយបណ្ដេញខ្ញុំចោលដូចជាឆ្កែបណ្ដេញជ្រូកដូចជាអាសបរោះលាមកណាស់គ្រាន់តែហៅឪឪប៉ុណ្ណោះ វិលះបងខ្ញុំចោលវៃចាស់ជ្រុលហើយកូនខ្ញុំនេះប្រៀបដូចជាអរតកមកខ្លែងធ្វើជាកូនឪពុកចាស់របស់កូនពៀលតែងដើរសុំទៀនតាមផ្ទះដតីដូចជាសេះនឹងចាស់ប្រើមិនកើតគេនាំចែងចាក់ចំណីឈើច្រត់របស់ខ្ញុំប្រសើរឯកូនដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់មិនប្រសើរឡើយត្បិតឈើច្រត់នេះអាចការពារគូកាយក៏បានច្រត់ទៅខាងមុខក្នុងទីងងឹតក៏បាននឹងស៊ូទៅក្នុងទឹកជ្រៅ បុគ្គលដែលផ្លាត់រអិលទប់ខ្លួនបានដោយអនុភាពនៃឈើច្រើនកាលណែព្រះនាមវិភពព្រះអង្គបង្រៀនមុននឹងចោមព្រាមនឹងក៏បានទៅសោតមុននៅក្នុងកតាជំនុំចំណោមជនមហាជននឹងមហាជនបានស្ដាប់នៅពាក្យមុនដែលព្រាមនឹងបានពោលហើយក៏ចាប់ផ្ដើមយកនៅដំបងនឹងប្រណងផ្សេងៗប្រឹងនឹងវាយកូនទាំង4នាក់នោះសម្លាប់ចោលពីព្រោះអ្នកស្រុកអ្នកប្រជុំជននឹងគេដាក់ណាជាច្បាប់ថាប្រសិនណាបាន អ្នកណាដែលបានទទួលទ្រព្យមរតកអំពីមាតាបិតាហើយមិនបានចិញ្ចឹមគាត់វិញគេនឹងប្រហារជីវិតកូនប្រុសស្រីនោះចោលអញ្ចឹងទៅពួកអ្នកស្រុកនឹងពួកអ្នកប្រជុំជននឹងក៏កាន់នៅទំនង់ដំបងនឹងប្រឹងវាយកូនទាំង4នាក់នោះសម្លាប់ចោល
tay con đừng buồn nhẹ nóng miền ca phật phay khá nghe có bàn tơ thoai bằng cung ba tiệp bảy đà xong bằng vò có nâng hãy có tùm lúc bồng rộng priêm năng nè priêm có rộng chẳng tới hãy tùm lúc bồng rộng priêm nữa miền chùn bài chùn tật xâm phút ấy nâng chùn đo priêm bán chì sọc tơ bề priêm bán sọc hãy có nực lực đo côn này bà xâm phút xâm phút có bàn nòm dọc xâm phút thằng bầy cù nâng á hà tơ bà kên đo bà đàm miền bà phía bà ông có trông tơ tu đoái thì cái đấy ảnh được cửa rừng này có bàn bình chọc tới bàn tay chọn cho lòng bình chàng ở khởi thà sắp hiếp về con bảo sầy ruột nơi cho mỗi lúc nhạc miền côn nâng có bấy tâm lúc bóng rong lúc nhạc miền côn đó là o có bấy thưa nơi sẽ gây lõ cho mỗi con có mỗi bảo bóng có trao đôi chữ con tiếng buồn nhạc ní vì nó ở miền nơi sẽ gây tục tô vì chọn tài xem xem cùng tại bàn bày đạo tổ áo ý của nhạc sọc trời xâm lập chào nâng cứ đại xa hiếp ạc căn tình yêu mình bàn đăng côn miền đa bị đà tay không niêm dương chỉ còn pro say để sập ngày này đấy ruột nơi chỉ mới miệt đa bị đà để quạt không răng tùm lốp bầm rong trong đam dìm chăm dương tăng bị tối mọc ra hồn bao vây miền cồn miền bộ phun miền của đây rồi cả tham miền trò sầm bát tràn miền vô sạ bon sạ công can giang ná complex miệt đa bị đà tới tùm lốp bầm rong con ca na bởi con pro say tùm lốp bầm rong quạt hơi có ba nơi sực đây sọc sực đây chầm ra nẹp rái tan cho sạ sạ thà cồn ấy chỉ con cắt từ nhiều phòng đài.